quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trước hết là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Hội nghị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hương phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 6 đến nay, Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt trên 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ. Sáng nay, ngày 4 tháng 8, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể xác định chín nhóm dự án. Các bộ ngành địa phương, các chuyên gia hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận các nội dung xây dựng dự thảo chương trình, đồng thời góp ý về các giải pháp thực hiện và cơ chế phân bổ nguồn vốn để thực hiện. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Đầu tư cho văn hóa xây dựng con người là đầu tư cơ bản cho phát triển, tạo động lực, nguồn lực để thực hiện khát vọng phát triển dân tộc xây dựng và phát triển thành công chương trình mục tiêu quốc gia này sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản to lớn trong sự phát triển văn hóa và xây dựng con người việt nam phó thủ tướng chính phủ đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị này tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo chương trình trong đó cần lưu ý làm rõ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất góp phần phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam đáp ứng đúng và kịp thời yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển bền vững đất nước ta trong thời kỳ mới. Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hiệp hội Doanh nghiệp TP. thành phố Thanh Hóa hiện có hơn 300 hội viên doanh nghiệp tham gia sinh hoạt. Trong 6 tháng đầu năm, hiệp hội đã kết nạp thêm 50 hội viên mới, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, hiệp hội còn tổ chức nhiều hoạt động tham quan, giao lưu, kết nối hội viên và xúc tiến thương mại với các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, hiệp hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, khẳng định vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp doanh nhân đối với cộng đồng, phát huy những kết quả đạt được trong những tháng cuối năm 2003, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Tinh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, đồng thời tổ chức các chương trình kết nối xúc tiến thương mại, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp hội viên, thực hiện tốt vai trò đại diện cho tập thể cộng đồng doanh nghiệp thành phố và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của hội viên. Sáng nay, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà cho công nhân công ty trách nhiệm hạn dày Andorra Việt Nam bị tai nạn giao thông lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi động viên và tặng quà cho 7 công nhân công ty giày Anora Việt Nam bị tai nạn giao thông đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực thị xã Nghi Sơn. Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị công đoàn khu y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, ban lãnh đạo và công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày Anora Việt Nam nơi các công nhân đang làm việc tiếp tục động viên hỗ trợ để họ sớm bình phục. Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 8, xe ô tô đón công nhân tan ca từ công ty trách nhiệm hữu hạn xây Anora Việt Nam về tỉnh Nghệ An. Khi đến địa phận xã Trường Lâm thị xã Nghi Sơn thì bị một xe cầu đi cùng chiều đâm vào từ phía sau. Hậu quả khiến 23 người ngồi trên xe bị thương, đều là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây Anora Việt Nam và cùng quê tỉnh Nghệ An. Hiện có 6 người đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tỉnh Nghệ An, 7 người đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Những người còn lại bị thương nhẹ và đang điều trị tại nhà để phòng ngừa kiềm chế tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo mức độ nguy hiểm cũng như xử phạt các hành vi điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định. Từ ngày 15 tháng 6 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính trên 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến giao thông của tỉnh. Các trường hợp vi phạm không dừng xe trực tiếp tại nơi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo về địa phương nơi cư trú để người vi phạm biết, phối hợp chấp hành xử phạt nguội theo quy định. Bờ biển Sầm Sơn đoạn qua phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn đang bị biển xâm thực mạnh, không chỉ gây sạt lở bờ biển, làm hư hỏng các công trình mà ngày càng làm thu hẹp diện tích bãi tắm của thành phố Sầm Sơn. Nước biển dâng đến tận móng công trình, nhiều đoạn còn sói lở đến chân móng về hè đường Hồ Xuân Hương. Khu vực neo đậu thuyền của ngư dân phường Quảng Cư trước đây rộng gần 100 mét, nhưng sau nhiều năm biển xâm thực chỉ còn hơn 10 mét, khiến cho khu neo đậu ngày càng chật hẹp. Chứ mỗi năm nó ạ, nước biển lại dưng lên, ta và ăn vào khoảng 10 mét, nên bây giờ chơi trọ hết cả. Thuyền bè bây giờ để không có chỗ để. Mà chứ mỗi lần nước lên to, ấy, có mùa bão, ấy, năm nào vậy thuyền em không chỗ để phải đẩy nửa cái người thuyền búng nhỏ để dưới đây chìm chút Tình trạng biển xâm thực tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn diễn ra đã nhiều năm nay. Đến nay, có gần 500 mét bờ biển bị xâm thực, xói lở, tập trung tại khu vực phía đông đường Hồ Xuân Hương, khu phố Hồng Thắng. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thay đổi luồng lạch tại khu vực cửa lạch hới. Tình trạng này diễn biến mỗi năm ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt khi có mưa bão, nước biển dâng cao gây sạt lở các công trình ven biển. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo phường Quảng Cư huy động lực lượng tại chỗ đổ đá bê tông để xử lý tạm thời ngăn không cho tình trạng sạt lở lấn sông. Chỉ còn không đầy một tháng nữa, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ bước vào học mới 2023-2024. Ghi nhận tại các huyện miền núi trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho học mới đã được khẩn trương triển khai. Nhiều địa phương đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục trong năm học này. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng các huyện miền núi trong tỉnh đã quan tâm huy động nguồn lực, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung nhiều trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học trong năm học mới 2023-2024. Riêng tại các trường mầm non, cán bộ giáo viên đã tự làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp học để chuẩn bị đón trẻ tới trường. Đối với trường học cầm quý trước đây thì về những năm về trước thì cơ sở vật chất khá là thiếu thốn và khó khăn. Các hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được tu sửa. Thì đến năm học 2023-2024 thì được sự quan tâm của các cấp thì cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và đã trang bị đầy đủ các cái phòng chức năng cũng như là phòng học cho cái năm chuẩn bị bước vào năm học mới. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất tại các huyện miền núi là tình trạng thiếu giáo viên, điều này đã gây áp lực rất lớn cho các địa phương các nhà trường trong việc sắp xếp sĩ số lớp học bố trí giáo viên nhất là giáo viên các môn đặc thù như tin học âm nhạc và tiếng anh nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh đảm bảo điều kiện bước vào năm học mới phòng giáo dục và đào tạo các địa phương các trường học đã bố trí giáo viên dạy liên cấp liên trường dạy tăng tiết tăng buổi tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế các nhà trường vẫn đang chờ đợi những giải pháp lâu dài của các cấp các ngành chức năng để tình trạng thiếu giáo viên sẽ dần được khắc phục, đảm bảo chất lượng dạy và học. Sau một thời gian bùng phát đến nay, hai trên tổng số 3 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã cơ bản được khống chế. Đến nay, hai ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Quế Sơn, xã Cát Sơn và thôn Sơn Hậu, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn đã qua 14 ngày liên tiếp không xuất hiện bệnh nhân mới. Các ổ dịch này đã được khống chế nhanh nên chỉ có 4 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận. Riêng ổ dịch tại tổ dân phố Xuân Tiến, phường Hải Thanh, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng. Đến nay đã ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất, xuất huyết. Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn xác định phường Hải Thanh là địa bàn trọng điểm về sốt xuất, xuất huyết, nhiều năm liên tục đều có ổ dịch xuất hiện trên địa bàn. Hiện ổ dịch tại tổ dân phố Xuân Tiến tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, không khí ẩm như hiện nay, càng tạo điều kiện cho mũi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết phát triển, việc làm thủy vực cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn nhất của Hải Thành là nghề địa phương, là cái nghề chế biến hải sản. Mà chú nhiều nhất là chum vại, bể và các dùng nước lớn để đựng mắm, đựng cá. Nhưng mà hiện nay một số cái bể đó nó không có cá để chống mưa sẽ đong lại. Vì vậy là nguy cơ dịch bệnh chúng tôi sẽ bùng phát. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Nghi Sơn yêu cầu ngành y tế phối hợp với chính quyền phường Hải Thành tiếp tục giám sát chặt những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết trên địa bàn để khoanh vùng, khống chế dịch kịp thời. Đồng thời huy động lực lượng xung kích tại chỗ gia quân tổng vệ sinh môi trường, làm thủy vực, loại bỏ triệt để môi trường sinh sản của muỗi và phun hóa chất phòng dịch chủ động tại khu vực nguy cơ. Bản tin cuối ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin ngày mai.